Hôm nay, bốn thằng bọn tôi đã tham gia trải nghiệm Outlast Trial, nơi bọn tôi sẽ phải hoàn thành nhiệm vụ được giao và sống sót trở về trong khi bị quái vật săn đuổi. Đồng đội săn đuổi. Ra ngoài. Bị game đặt bẫy. Bị đồng đội đặt bẫy. Em mơ. Bị điên. Tôi sắp bắt điên rồi. Đồng đội bị điên. Giang điên rồi. Và để hoàn thành thử thách này thì cái cần nhất chính là tình đồng đội, thứ mà bọn tôi không hề có. Cứu đi, đừng cho em rồi nha. Thì trong này anh em. Video chứa nhiều hình ảnh và lời nói bạo lực, nếu mất tính anh em không được che, viewer cân nhắc trước khi xem. Amlot đã chơi Outlast phần 1 hay phần 2 bao giờ chưa? Tôi chơi mỗi ông. And I'm crying in the room. Thôi mẹ, bài đấy thực sự thằng đéo nào cũng biết rồi. Nào đây. Như nào đây? Nó hơi điên rồi đấy. Căng thẳng quá này. Trời ơi. Được rồi, hôm nay chúng ta chơi tựa game Outlast nha. Hơi giống chicken gang. Anh em chơi game này thì phải để màn hình sát mặt xong rồi tắt đèn đi. Tắt đèn đi. Chắc là tâm trí em. Làm thế à? Mèo. Thì con mẹ cảm giác bị khóa người và xong nó bắt xem quảng cáo ấy. Thì mẹ đây là quảng cáo không thể skip. Cảm ơn đây. Hay mẹ lì tời. Gì ơi? Em bơi, ông mẹ làm thế. Gọi tụi ăn buổi. Ôi, đặt trong cái đít kìa. Mẹ trưởng. Thích mẹ bố mày tuyên bố luôn, YouTube đều thích điều này nhưng mà địt mẹ nó. Mình sợ cái đầu buổi. Ê Duy ơi, ông ra đứng trước thằng cảnh sát xem nó bắn đúng không? Đừng Duy ra đây. Bố nào hét to lên. Mẹ mày đang ngăn đi quăng tổng thằng chó đánh tôi. Chết, tao ném bắt đầu kia rồi. Cầm lót vào đây. Duy. Chiêu quá. Cầm mà đít bố mày đau quá rồi. Chạy đi các mẹ, chạy đi. Hát luôn, hát luôn đi. Thì mẹ nó cứ dí bố mày đau kiểu đau đi. Khó hiểu quá rồi. Pick đi, thằng anh em pick đi. Pick đi ra, đi tìm nó đi. Trời ơi, đi tìm. Pick đi. Lót ơi, nó ra chỗ ông. Trốn. Địt mẹ cắp lỏ vào mẹ chỗ này rồi. Trời ơi, tao chết con mẹ rồi. Hello. Cái lỗ gì ở đây? Đừng. Có ta tiếng zom nó chạy đến. Ôi trời, công ơi. Nó có mở cắp lỏ bị nó đánh. Đau quá. Ôi địt con mẹ cắp lỏ ơi, đừng rũa vào đây. Cắp lỏ rồi. Công ơi, cứu với công ơi. Ai ôi đau quá à. Ôi địt mẹ tôi xong tôi rồi. Địt mẹ cắm lò dân vào đây ăn. Sao đây bọn tôi ném chai cho cái địt con mẹ thằng cầm phớ đuổi công kìa. Chạy ở đây. Đây đây, sao đây đây. Tôi ném nó phát. Địt mẹ. Ui rồi ôi. Ôi rồi ôi. Ôi rồi anh ơi. Ăn ba tô cơm rồi. Mấy ông kia diễn viên đấy, người ta không chết thật đâu. À, hóa ra đây là chỉ just a prank bro. The prank. Thì con mẹ nhìn thằng này này, trông nó sáng đau địt con mẹ. Anh em ơi, tôi hơi đỏ ở cái màn hình. À, địt con mẹ mày nữa, giật mình vãi lộn. Nó địt mẹ đánh bà tao. Con chó đánh bà đây. Ờ, địt mẹ đánh luôn. Nó đi luôn rồi. Rồi. Nhìn gì ấy? Mày nhìn. Mày nhìn đâu? Nào, nhìn. Bố mày nghe được cái tiếng. Ôi cái đéo cái. Giang điên rồi. Giang điên rồi. Phải lồn, xong răng lại đâm tôi. Đấy đấy, chưa mất độ tỉnh táo rồi thằng lồn đấy. Phải lồn răng đâm tôi xong răng bảo mất độ tỉnh táo. Tự nhiên nghe tiếng thở ông thấy chùm PK miền Bắc cầm dao xiên mình. Đúng chùm PK. Có một cái đầu bùi gì sợ vãi lìn. Công điên rồi kìa, công điên rồi. Kéo điên thật. Ui địt. Ui cầm nỏ ơi. Ôi địt. Tôi sắp bắt điên rồi. Ông chỉ nhìn thấy ma thôi, nó không làm gì ông đâu. Ôi địt. Cái có thằng ở đấy công ơi. Thỏ có làm gì đây? Ơi. Ơi cái lồn gì? Mọi thứ đều địt mẹ như bacon đi. Ơi nhiều con thế. Nhiều con. Từ tôi biết rồi. Phải cho Camlot tỉnh thôi. Đâu, Camlot đâu? Camlot tỉnh lại chưa? Rồi. Ai ơi cái gì đây? Đổ xăng đi. Có đổ đây không? Đây đổ đi. Cho ai đổ rồi mà. Đã đổ rồi à? Giờ thì tất cả trông rất đần. Nó không qua được. Sao chết ơi? Mẹ sao mẹ tiệm cục gạch nữa, tôi phải lấy chìa khóa trong bụng thằng này. Ôi ơi. Địt mẹ mày nữa. Đuổi con cặc. Nó đánh cả bỏ rồi. Tôi cần thuốc giải. Tôi giúp ông rồi đấy, trốn đi. Tôi cần thuốc giải, trốn cái đầu buôi. Ông. Rồi ơi. Lại bị Slenderman đuổi rồi. Điên rồi, bị điên. Để tôi khám. Nào. Khám, có cái gì trong người nào? What is gonna be? Địt mẹ điện. Kia là hàng fake đúng không?
biết ngay. Ôi mẹ. Ê, 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 ra thôi, ra thôi, bình tĩnh ra thôi. Được rồi, tôi ném rồi, tôi ném rồi. Thôi anh ơi, em xin anh đi. Mẹ. Ông đừng lấy mặt tao, thằng nào, đi con mẹ nhà mày. đuổi tôi đây. Cứu đi. Tôi đuổi tôi cứu đi, đừng để em lộn à. Đi con mẹ anh em. Ôi. Anh em nhìn cả con đất đất sau lưng kìa chạy đi. Ok. Amber. Amber giúp đi. Nó đến kìa. Cầm lắm này. Quan trọng. Đéo có gạch. Cái quan trọng là bây giờ chúng mình đéo có gạch. Ui đau quá công ơi, đau quá. Trời tôi cũng bị giật đau lắm rồi, tôi điếng lắm. Ôi đít cơn mẹ nó còn đến tiên bố mới này. Chạy. Thắng ơi. Chồng công mẹ. Cứu tôi ơi, đừng bỏ tôi một mình. Chồng công đi chậm thế, sao đấy? Không sao, hết rồi. Đít mẹ tôi vẫn cầm lọ bia trong người. Anh em đi về, thắng ơi. Chạy thôi. Vào đi. Ôi giời. Nhanh. Vào rồi, bye. Đéo quay lại đâu. Bye. Anh em toàn tí nhau là cái lồn. Anh em chơi như con cặc, một mình tôi xê cộng cái kìa. Mặt ông nào trông cũng dài thuật kìa.